sẻ đến quý cô chú, anh chị và các bạn cách để yêu cầu chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn theo dõi video nhé. Thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cơ quan thực hiện sẽ là Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thửa đất tọa lạc. Ủy ban Nhân dân cấp xã ở đây được hiểu là Ủy ban Nhân dân xã hoặc Ủy ban Nhân dân phường hoặc Ủy ban Nhân dân thị trấn. Quý cô chú, anh chị và các bạn nộp một bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Ủy ban Nhân dân cấp xã bao gồm dự thảo hợp đồng do quý cô chú, anh chị và các bạn có thể tự soạn thảo. Lưu ý là tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thửa đất tọa lạc chỉ thực hiện chứng thực hợp đồng chứ không thực hiện soạn thảo hợp đồng. Giấy tờ tùy thân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chuyển nhượng. Văn bản xác nhận thành viên hộ gia đình đối với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy cấp cho hộ gia đình. Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy cấp cho cá nhân. Sau khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì quý cô chú, anh chị và các bạn sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất giải quyết thực hiện việc chứng thực hợp đồng bạn cho quyền sử dụng đất của mình. Hy vọng những nội dung trên video sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Phương Nguyên xin phép thay mặt kênh YouTube Nguyễn Đoàn Khuê xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Còn bây giờ, Phương Nguyên xin phép kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn.